Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại làm thêm một cái video nữa, nhân tiện là khách mình mang đến sửa cái bùa một kim thì mình sửa xong rồi, thì giờ mình làm cái video hướng dẫn anh em chỉnh cái máy, chỉnh cái điểm dừng kim của cái này, với cả reset và cái tốc độ cắt chỉ của cái bua này, cái bua mạch một kim mà nó dùng cái màn hình như này. Đây là tượng dạng là quy sinh, nó dùng cho các cái máy một kim, nó dùng cho nhiều hãng, bao yêu hay là Yuki tàu hay là Shizube gì đó, một số cái hãng nó hay dùng cái này. Đấy, bây giờ mình sẽ vào bắt đầu hướng dẫn cho anh em là đầu tiên là cách chỉnh tốc độ cắt chỉ nhá. Một số cái tốc độ B1 là tốc độ của máy này. Đấy. 3007. Em lên nữa, hết cỡ là 3007. Ấn S. B01. Ấn S là vào. Tốc độ như giảm lên giảm xuống là ở mình 3007. Xong khi giảm xong ấn S lưu. Đấy. Tiếp đến là tốc độ trong của nó. Nếu mà muốn chỉnh tốc độ trong của cái màn hình như này nhá, anh em hãy tắt máy đi, giữ chặt phím BS này, giữ chặt hai bên, bật nguồn đi. Đấy, màn hình hiện B70, chúng ta trừ đi, trừ cái này đi, rồi B68 nhá, ấn S, 3007, đấy, nó tăng được lên. À, hết cỡ xem bao nhiêu. Đấy, hết cỡ là 5.000, nhưng mà mình để 3.007 thôi, không nên cho hết cỡ làm gì. Người ta gánh 100 cân thì người ta gánh được lâu, mình bắt người ta gánh 50 cân thì người ta gánh được lâu, mà mình cứ bắt người ta gánh 100 cân thì người ta chỉ gánh được một tuần hay gì người ta bị ốm thôi. Cái máy cũng như thế, không nên cho nó nhiều quá, tốc độ mình cứ cho chạy tối đa đến lúc mà nó nhanh hỏng. Đấy, thôi, để như cũ này. Ấn S, đây là tốc độ trong là B68 nhá. Tiếp đến là tốc độ cắt chỉ đi. Ở B49 này. Ấn tiếp này. Đấy, B68 mình trừ đi. Đi B49. Đấy, ấn S. Đấy là 300. Mình tăng lên hết cỡ 500. Không thì để 300. 300 là tốc độ nguyên bản của nó, còn chậm hơn là để 100. Đấy. 100. Khi mình ấn S thử lưu thì do đây là mình không có cái đầu máy để thử nên nhìn cái này chắc là nó cũng hơi khó. Anh em thử để ý xem nào. À, cắt chỉ. Đấy, quay rất chậm, buli mình nhìn cái cách quay chậm là mình biết. Đấy. Bây giờ mình chỉnh lại này. 100 đúng không? Mình chỉnh 500 đi. Giờ cái buli nó lúc cắt chỉ nó sẽ quay nhanh. Đấy, nó quay vù phát đường luôn này. Nó không còn chậm như vừa nãy. Đấy. Cái này nó không có buli nên anh em nhìn cũng hơi khó tí. Đây, ấn S. Không rẻ thôi. Không ai chỉnh lên 500 cả. Chỉnh như cũ, chỉnh để cho mọi người nhìn thôi. Sau đó là cái cách chỉnh B49, với bình thường mình tắt nguồn đi nhé, tắt nguồn đi. Cái này nó chỉ lên được B43 này, do mình ấn BS thì nó mới lên được đến B49 đấy. À, xem là ấn B không, ấn B không thì nó lên kịch cỡ được bao nhiêu? Mình xem nó lên kịch cỡ được bao nhiêu. Đấy, tầm này 40 này, 41, 42, đấy 43, nó chỉ đến B43 thôi là hết, nó không vào được B49. Nhiều khi anh em đến lúc chỉnh lại báo sao nó không về được B49. Đấy, mình ấn BS đi. Ấn BS đi cho nó vào được sâu. Ấn B nó không cũng vào được, nhưng mà ấn BS này. Ấn 1B bật nguồn đi. Đấy thì nó lại ra từ bắt đầu tiếp từ B44 đến bao nhiêu? Đấy, nó chỉ từ B44 đến B67 thôi. Nó không ra được B68 để mình chỉnh tốc độ trong chẳng hạn. Đấy, cái này nó chỉ ra đến B49 để mình chỉnh, ấn B0 bật nguồn đi. Bây giờ thì muốn chỉnh như lúc nào mình ấn luôn BS ấy, thì nó ra luôn,
ra luôn hẳn đến B70 77 mấy cho mình đấy. Mình chỉnh nhà thì tất cả các B nó đều qua đây nhá. Còn sau anh em chỉnh thì cứ ấn BS mặt nguồn thì nó ra hết các này. Đấy. Đây, vì tốc độ trong là 68 này. Vậy mình chỉnh B49 là tốc độ cắt chỉ rồi. Rồi mình chỉnh lên B72 là cái điểm dừng kim của cái này này, khi cắt chỉ xong nó dừng quà lên trên cao đây, mình tự cắt đây đấy. Đây cái chấm này mình đánh dấu ấy nhá, đây là điểm cắt chỉ xong rồi, coi như cái này là quà đang ở cao nhất này đấy, còn cái điểm này là điểm dừng kim trên, cắt cắt xong quà cao nhất ở đây. Bây giờ mình vào B72 đấy, B72 mình chỉnh cho xoay cái này đi, cái địa điểm này mình xoay cho sai đi đấy, xoay thì cái thông số ở đây nó chuyển động đấy. Rồi bây giờ mình cho cái điểm cắt chỉ của ấy nó ở chỗ này, giờ mình cho nó ra chỗ này đi đấy, ra chỗ này coi như là quả bị sai này. Sau khi mình xoay nó như này thì mình sẽ ấn S để lưu đấy. Bây giờ mình chạy đấy, thì cái điểm đấy cắt chỉ giờ nó ở đây cơ chứ nó không ở đây nữa. Thì coi như cái quả là một là đang bị cao quá, hai là đang bị thấp quá, kiểu nó sai, nó không còn ở trên trên cắt chỉ của nó ở trên cao nhất nữa. Đấy. Giờ mình nhảy vào B72 chỉnh lại. Ấn S. Xoay. Đấy, mình chỉnh lên đây đi. Mình ấn S new. Là 900 bao nhiêu rồi, ấn S new. Đấy, nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ về vị trí cũ rồi. Đấy, về vị trí cũ này. Đấy, rồi mình hướng dẫn anh em một số cái cơ bản cần thiết, còn một số cái nữa anh em mà có cần ở đây, ví dụ như cái xem còn đây này, B37 này, đây là cái kẹp chỉ nhé. Nhưng mình không có đây cái dấu đầu chỉ ấy, cái kẹp chỉ ấy là chính là B37 này, không tắt thì về không, còn không thì cao nhất là nó ở 8 9 10 đây. 11 là cao nhất này, nó hút mạnh nhất đấy, không thì ở 8 đây, để 8 thì mình để 8, còn tắt đi là cho về không nhá. B37 là chỉnh kẹp chỉ nhá. Rồi mình xin chia sẻ một số cái thông số cơ bản hay chỉnh đến cho anh em nào mà chưa biết thì có thể xem để tham khảo. Anh em nào xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh giúp mình, sau mình ra video đỡ không bị bỏ lỡ những video như thế. Xin chào anh em nhé.